Kính thưa quý vị, chung quanh Thiên Hương là những người bạn rất thân thương mà hôm nay Thiên Hương rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị. Không biết là mấy em còn rất là nhỏ, đó nhìn bên đây, Nhã nhỏ chút xíu và không biết là trước năm 75 thì Nhã có những cái kỷ niệm giống như chị không? Hay là em biết nhiều gì về quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thật ra thì cái thời gian đó thì em vẫn chưa được sinh ra. Chưa sinh ra luôn còn bé tí teo. Nhưng mà mình vẫn được nghe ông bà, bố mẹ mình hay nói về, họ làm cho xem những hình ảnh về chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì trong cái số đó thì có đại tá Nguyễn Đình Bảo, là một anh dũng, là một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là anh dũng và đã hy sinh ở đồi Charlie để mà cho sự sống còn của quê hương. Thì em nhắc đến đây là nhạc sĩ Trần Thị Thanh là một người bạn thân của ông. Thì anh đã làm ra một cái tuyệt tác phẩm Người ở lại Charlie. Dạ. Thì là một trong những bài lính mà em cũng rất là thích từ lúc còn bé. Vâng. Chắc là quý vị cũng nhớ cái thời kỳ mà năm 1972, mùa hè đỏ lửa, đã biết bao nhiêu người đã nằm xuống, đã hy sinh để mà chúng ta vẫn giữ được lãnh thổ cái thời kỳ đó, khi mà mình đã bị xâm nhập đó, nhưng mà mình đã chiến thắng, mình đã giữ được bờ cõi đó. Thì giống như Nhã nói vậy đó, một trong những bài hát mà chị cũng thích lắm em ơi. Chị cũng rất thích bài này. Dạ, nếu vậy thì tụi mình hát bài này nha. Ok, Người ở lại Charlie cũng của Trần Thiện Thanh. Vâng, dạ vâng. Chưa kẻ xanh
gió mùa, đêm Hà Lao vượt sâu. Thành cũng anh vừa lại một mình, vừa lại một mình. Chẳng vì tên vẫn chưa quen người dân đi thành. Xin một lần thôi, vẫy tay ta đưa cha đi. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, vẫy tay ta đưa cha đi. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, vẫy tay ta từ cha đi. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Và kính thưa quý vị, nói đến sự kiện biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải đau đớn vứt súng. Nhưng thực sự họ là những người anh hùng trong cuộc chiến. Trước 30 tháng 4 năm 1975, quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất của thế giới cũng như là Đông Nam Á. Hình ảnh của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các binh chủng luôn luôn là những hình ảnh đẹp nhất trong lòng những người Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý vị, bên cạnh những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, lực lượng cảnh sát, tình báo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Ngưỡng mộ những đóng góp lớn lao nhưng thầm lặng của biệt đội Thiên Nga là một đội nữ tình báo của lực lượng cảnh sát quốc gia, nhạc sĩ Đình Đại đã sáng tác Đàn Chim Trắng. Nhạc phẩm này sẽ được trình bày bởi Mê Linh. Từ ngàn xưa nơi phương Nam có đàn chim hồng, đem mặt trời về phương Đông cho mênh mông ruộng lúa vàng. Đàn chim đưa dân Nam vượt muôn trùng khơi, băng qua núi qua rừng qua đồi về thôn làng rộn tiếng trống thiêng. Ngày hôm nay